Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Mới đây, lễ hội Carnival đường phố, một lễ hội hóa trang có quy mô lớn, đã được tổ chức tại trung tâm thành phố Cologne, miền Tây nước Đức. Lễ hội sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 2 năm 2017 với rất nhiều sự kiện giải trí. Đây là hoạt động mở đầu cho hàng loạt những hoạt động lễ hội đặc sắc kéo dài đến hết tháng 2 năm 2017. Trung tâm thành phố Cologne ở phía Tây nước Đức vào thời điểm này luôn náo nhiệt với những đám đông thích tiệc tùng và hóa trang trong những trang phục đường phố rực rỡ, độc đáo. Hàng năm, họ chờ đón đến ngày 11 tháng 11 để tham gia một trong những lễ hội Carnival lớn nhất thế giới. Nơi đây còn được xem như thành phố của những lễ hội, với lễ hội âm nhạc Ringfest, lễ hội hài kịch Cologne, lễ hội hóa trang Carnival. Trong đó, lễ hội hóa trang đường phố Carnival được xem là lễ hội quan trọng nhất. Những người tham gia hóa trang thành những nhân vật hoạt hình với màu sắc sặc sỡ. Vào thời khắc khai mạc lễ hội, người dân và du khách cùng đếm ngược đến thời điểm bắt đầu mùa thứ 5 của năm. Từ ngày này, những địa điểm vui chơi giải trí là những bữa tiệc hóa trang và tiệc bia tại các quán rượu sẽ được mở cửa suốt ngày đêm với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương cũng như khách du lịch. Những người tham gia lễ hội mang những chiếc mặt nạ đầy màu sắc và những bộ trang phục sặc sỡ cùng khiêu vũ và ca hát. Hàng năm vào dịp Carnival, có khoảng 1,5 triệu du khách đổ về Cologne thưởng thức các màn biểu diễn hóa trang trên đường phố, hòa vào không khí lễ hội và thưởng thức bia Kölsch. Ngoài thành phố Cologne, ở những thành phố khác của Đức như Düsseldorf hay Mainz cũng có những buổi diễu hành chào mừng mùa thứ 5. Rất nhiều nhóm hóa trang thành chú lùn, cướp biển, tù nhân, robot, các nhân vật huyền thoại, nhân vật trong phim hoạt hình, diễu hành ở đường phố chính và hát những bài truyền thống của địa phương. Trên 300.000 độc giả vừa gửi những đánh giá của mình về các thành phố, điểm du lịch, dịch vụ du lịch và hãng hàng không mà họ yêu thích trong năm 2016. Theo đó, hai thành phố Tokyo và Kyoto của Nhật Bản đã dẫn đầu cuộc bình chọn này. Đây là kết quả thăm dò dư luận của tạp chí du lịch Condé Nast Traveler bình chọn. Các độc giả đã gửi những đánh giá của mình về các thành phố, điểm du lịch, dịch vụ du lịch và hãng hàng không mà họ yêu thích trong năm 2016. Qua đó, Tokyo, thủ đô Nhật Bản, được nhiều người lựa chọn là nơi sống dễ chịu nhất năm 2016. Nếu như Tokyo được chọn là thành phố của sự tương phản giữa hiện đại và truyền thống, thì Kyoto, cố đô của đất nước Nhật Bản, lại được độc giả lựa chọn như một mảnh đất tuyệt vời của sự khám phá kỳ diệu về lịch sử. Kyoto cũng được coi là thành phố được bảo tồn tốt nhất đất nước Nhật Bản, với hơn 1.600 ngôi chùa, trong đó có những ngôi chùa tồn tại từ thế kỷ thứ 10. Ngoài ra còn có những món ẩm thực nổi tiếng theo mùa được gọi là kaiseki. Tại đây, du khách có thể tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Dưới đây là danh sách 10 thành phố dễ sống nhất trên thế giới năm 2016 do độc giả của tạp chí du lịch Condé Nast Traveler đánh giá. 1. Tokyo, Nhật Bản. 2. Kyoto, Nhật Bản. 3. Florence, Italia. 4. Lucerne, Thụy Sĩ. 5. San Miguel de Allende, Mexico. 6. Vancouver, British Columbia, Canada. 7. Victoria, British Columbia, Canada. 8. Sabon, Áo. 9. Barcelona, Tây Ban Nha. 10. Viên, Áo. Thị trấn Beppu của Nhật Bản được bao phủ bởi hơn 3.000 suối nước nóng, khiến khung cảnh nơi đây kỳ ảo hơn xứ sở thần tiên. Thu hút lượng khách du lịch lớn đổ về đây, thời điểm mà thị trấn Beppu có lượng khách du lịch tham quan nhiều nhất là tháng 11 hàng năm. Thị trấn Beppu trên đảo Kyushu, Nhật Bản được ví như thiên đường suối nước nóng với hơn 3.000 hố nước. Beppu có thể được tìm thấy trên đảo Kyushu, một trong những hòn đảo núi lửa hoạt động mạnh nhất hành tinh. Các hố nước phun khoảng 130.000 tấn nước nóng lên mặt đất mỗi ngày. Beppu có lượng nước nóng ngầm trong lòng đất lớn thứ nhì thế giới sau Yellowstone ở Hoa Kỳ. Sở dĩ Beppu có hiện tượng này là do hoạt động địa nhiệt của ngọn núi lửa lớn nhất Nhật Bản, núi Aso, cách thị trấn 60 dặm về phía tây nam. Beppu là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lớn nhất thế giới. Beppu có 8 điểm nóng địa nhiệt, thường được gọi là 8 địa ngục của Beppu. Vòi địa ngục là một mạch nước sôi ngầm phun trào mỗi nửa giờ hoặc lâu hơn trong vòng 10 phút. Cột nước có thể cao tới 50 mét nếu không được tấm đá ngăn. Các hồ nước nóng ở Beppu được bao quanh bởi cây cối xanh mát, tạo nên khung cảnh gần gũi với thiên nhiên. Ngoài ra cũng có biển cảnh báo dành cho du khách. Biển báo ở đây nóng 85 độ C, du khách không được tắm ở đây. Ngoài tắm nước nóng, du khách có thể được ăn trứng luộc ngay tại hồ nước. Tòa tháp Trump vốn là địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố New York của Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi ngôi sao truyền hình đắc cử Tổng thống, nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày khi hàng nghìn khách du lịch và dân bản địa tới chụp ảnh selfie. Đây là một trào lưu đang rất thịnh hành ở Mỹ. Những ngày này, khu vực bên ngoài tòa tháp chọc trời mạ vàng của tỷ phú Donald Trump ở thành phố New York trở nên nhộn nhịp hơn khi hàng nghìn người hiếu kỳ đổ về đây tụ tập, di chuyển chậm chậm để chụp ảnh, dù họ yêu hay ghét ông. Thật thú vị, tôi rất ngạc nhiên không nghĩ rằng đây sẽ là một địa điểm thu hút khách du lịch. Đây là một địa điểm mang tính biểu tượng rất thú vị khi tôi được ở đây hôm nay. Hiện tòa tháp đang được bảo vệ nghiêm ngặt với rào chắn bằng bê tông và kim loại cứng. Căn cứ cảnh sát, trạm kiểm soát người đi bộ được xây dựng để ngăn chặn các đám đông tụ tập. Đặc biệt, kể từ khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tiến hành nhiều cuộc họp xây dựng nội các và chính quyền mới tại tòa tháp nổi tiếng này. Tôi chỉ muốn hét lên rằng tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng bạn biết đấy, có rất nhiều cảnh sát được trang bị súng đứng xung quanh, khiến tôi không biết phải làm gì. Thật thú vị, cả việc cảnh sát trang bị vũ trang khắp nơi nữa, thật sự lạ lẫm. Nằm ở số 721 đại lộ số 5, tháp Trump là tòa nhà cao thứ 65 trong thành phố và từng là tòa nhà ốp kính cao nhất ở Manhattan khi được hoàn thiện lần đầu vào năm 1983. Công trình 68 tầng này cung cấp không gian văn phòng và các căn hộ cao cấp. Triển lãm xe lửa trong vườn thực vật thu nhỏ diễn ra tại New York, một hoạt động văn hóa được diễn ra hàng năm, và năm nay đã là năm thứ 25 triển lãm diễn ra. Âm thanh quen thuộc của các đoàn tàu xe lửa, các toa xe chở đủ các loại hàng hóa, rồi thì tàu điện, tàu lượn, siêu tốc, những mô hình xe lửa thu nhỏ trông y như thật khiến cho người xem có cảm giác thích thú. Trên đường đi, chúng còn chạy ngang hơn 150 công trình nổi tiếng của New York như ga trung tâm Rockefeller, Thư viện New York, cũng là những mô hình hết sức tinh xảo làm bằng các vật liệu tự nhiên như trái thông, hạt dẻ, củ cải. Triển lãm trở nên hoàn hảo khi các đoàn xe len lỏi trong một khu vườn thực vật tuyệt đẹp. Tới xem triển lãm này đã là một thói quen của nhiều người. Những đứa trẻ còn nhỏ được đưa tới đây cho đến khi họ trưởng thành vẫn duy trì thói quen tới xem triển lãm. Tôi nghĩ mô hình triển lãm thu nhỏ này sẽ thu hút được cả ông bà cha mẹ lẫn các em nhỏ hào hứng tham gia. Triển lãm xe lửa trong vườn thực vật thu nhỏ mở cửa đón khách. Triển lãm sẽ mở cửa đón du khách và sẽ kéo dài tới giữa tháng 1 năm 2017. Cuối năm là dịp có nhiều ngày nghỉ lễ và nhu cầu mua bán tiêu dùng trong khoảng thời gian này là rất lớn. Các chuyên gia của Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ dự đoán, người dân nước này sẽ chi nhiều tiền hơn cho việc mua sắm và sức mua có thể tăng tới 3,6% trong 2 tháng cuối năm nay. Thời gian cuối năm với nhiều dịp nghỉ lễ được coi là thời điểm vàng trong năm của các nhà bán lẻ, bởi đối với nhiều doanh nghiệp, doanh thu trong 2 tháng cuối năm chiếm tới 20-40% doanh thu cả năm. Theo Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ, doanh thu từ hoạt động bán lẻ có thể đạt gần 656 tỷ đô la Mỹ trong tháng 11 và 12. Việc người dân Mỹ chịu chi nhiều hơn để mua sắm cũng góp phần ổn định doanh thu, việc làm và gia tăng sử dụng dịch vụ tín dụng. Khảo sát cho thấy 61% số người được hỏi sẽ chi nhiều tiền hơn cho việc mua sắm cuối năm nay so với mức họ đã bỏ ra vào năm ngoái. Các mặt hàng cũng rất đa dạng như các thiết bị điện, TV, máy tính. Hiện các hãng bán lẻ đã lên kế hoạch bán hàng cho dịp cuối năm sôi động. Các cửa hàng Walmart sẽ bắt đầu chương trình khuyến mại trực tuyến vào đầu năm tới, sớm hơn 2 ngày so với mọi năm, để chuẩn bị cho lễ tạ ơn. Theo Walmart, họ sẽ tăng gấp đôi lượng dành cho mua sắm trực tuyến vào ngày thứ 6 đen so với năm ngoái. Hiện Walmart chuẩn bị 23 triệu mặt hàng mua sắm trực tuyến dịp cuối năm. Theo thống kê, lượng đơn đặt hàng trực tuyến đã tăng 75% trong 2 tuần đầu tháng 11 so với cùng kỳ năm 2015. Đến đây thì chuyên mục Từ Thái Nguyên ra thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.